cảm giác đi xe máy vào buổi tối. Dạ, hôm qua em với bạn trai em cũng lấy xe máy đi ăn ốc, cũng kiểu thích đi xe máy á chị, lấy xe máy đi xong ra tới quán ăn Phương. Trú mưa đến đêm luôn hả? Không, anh chạy xe về còn em đi taxi về. Thấy ở khu vực ở trong kia có thể đặt được những cái bữa tiệc riêng, đám cưới, đám hỏi hoặc là họp lớp, họp mặt. Hôm nay là mình đang ngồi trên cái tàu nên là Sài Gòn Princess. Đây là một nhà hàng trên tàu mà tiêu chuẩn 5 sao, trang trí theo phong cách hoàng gia châu Âu. Cái âm thanh trong đó nó sẽ hơi bị ồn một tí nên chị em mình chọn cái phương án là sẽ ngồi ngoài đây. Mình vừa được hưởng một tiếng gió, rồi là mình ngắm sang thành phố. Vẻ New Zealand dùng với kem, nấm và sốt ớt xanh, sữa chua. Khi ăn thì em hay thích ăn những món gì? Ngon quá. Em rất là thích ăn hải sản. Em thích uống rượu đỏ. Và em thích những cái không gian ngoài trời. Nên em nghĩ là mọi người chắc là phải tìm hiểu em rất là kỹ. Thường ở nhà em có hay nấu ăn không? Nói tới vấn đề nấu ăn này thì em giỏi chứ chị. Nấu ăn thì cũng không phải là quá tệ, cũng ngon á. Nhưng mà thôi mình đừng nấu ăn làm gì cả để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Mà em là vẫn sống với bố mẹ chứ? Em sống riêng thôi cũng được gần 3 năm rồi. Em ở căn hộ thì mẹ em ở căn hộ của cái tòa nhà kế bên luôn. Mặc dù sống riêng nhưng mà em vẫn muốn mẹ ở gần em. Để mỗi trưa em qua thì mẹ em nấu cơm cho em ăn. Em vẫn không nấu cơm. Giống chị hồi đó lúc mà chị đi học đó, tại vì trường cách xa, thực ra cũng không phải là quá xa, cách nhà mình khoảng 20 phút lái xe thôi, nhưng mà vẫn thích ở riêng. Riêng xong rồi hàng ngày cứ chạy về ăn ké cơm mẹ. Khi nghe nói về Băng Di gần đây là gây ấn tượng sâu sắc với khán giả qua bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, đúng không? Nhưng mà ngoài ra còn biết đến Băng Di là một nghệ sĩ đa tài. Ngày xưa khi mà em quyết định là em đi đóng phim một thời gian ngắn thì bắt đầu em chuyển qua em đi hát. Em cảm thấy là mình không có đủ duyên với con đường đó và mình không có đủ cái đam mê, nên em quyết định là em vẫn tập trung đóng phim. Mình không có chuyên môn, như nhìn máy mình không biết canh máy thì mình cũng bị la. Sau đó từ từ thì nghề dạy nghề thì em khá hơn một chút. Em đã gắn bó với điện ảnh khá lâu rồi, nhưng em có bao giờ nghĩ là mình sẽ tạm gác công việc sang một bên để mình tập trung vào cái việc học cho nó có cái sự đào tạo chuyên môn nó sâu sắc hơn không? Như em đã từng có những người bạn mà khi họ đi học ở nước ngoài về học cái tư duy diễn xuất rất là hay, mà cái đó thì em nghĩ là nếu mà mình có điều kiện thì mình nên học hỏi, mình phải đi ra ngoài thế giới mình để mình biết là mình còn thiếu sót cái gì. Đối với em là giống như công việc là tiền bạc hay là tất cả mọi thứ trên đời, cái gì mình cũng kiếm lại được hết á, chỉ có duy nhất là gia đình mình không kiếm lại được thôi. Cái gì mình phải ưu tiên hàng đầu, người yêu cũng kiếm lại được, chồng cũng kiếm lại được. Đối với em là vậy. Này là món cua lột sốt chanh dây. Em thích ăn cua nhưng mà em lại rất là lười ăn cua nha chị. Là phải bóc đúng không? Bóc dùng tay, lao động nhiều lắm, nó cân lắm. Em thích ăn cái gì là bỏ vô miệng liền. Ở ngoài mình sẽ thấy cái năng bột nên là nó sẽ hơi giòn giòn, xong ở trong thì là thịt cua thì nó lại mềm. Sốt chanh dây thì nó hơi chua chua, ngọt ngọt. Sốt chanh dây đỏ cái vị ghê á chị. Trở lại với công việc một tí thì với mình là một người nghệ sĩ gọi là tay ngang, trong cái giai đoạn đầu tiên á thì em có gặp phải những cái khó khăn nào khi là mình không có một cái sự đào tạo chuyên nghiệp không? Áp đặt đầu tiên khi mà họ nghe tới mình hoặc là họ nhìn thấy mình, họ chưa tin vào cái năng lực của mình, thì em nghĩ cái đó là cái khó nhất của em á. Mọi người có quyền được nghi ngờ về cái tài năng của mình như vậy. Quan trọng là khi mà mình làm việc với mọi người thì mình phải làm sao để cho mọi người thấy là cái cô này cổ có khả năng. Làm cái gì thì em nghĩ cũng phải có một tí xíu năng khiếu, rồi một tí xíu cơ hội, một tí xíu cố gắng. Mỗi thứ một chút thì mình mới thành công được. Là một người của công chúng thì không thể nào tránh khỏi những cái dư luận. Cái lần nào mà dư luận nó làm ảnh hưởng gây sốc nhiều nhất đến với em? 4.0 rồi, cái gì cũng lên mạng rất là nhanh. Chính vì cái điều đó nên nó sẽ gây ra cho mọi người cái sự tò mò nhất định dành cho giới nghệ sĩ. Đợt rồi thì em đấu ở rất là tệ. Giai đoạn đó thì em cũng có bạn trai. Thì em cũng có bạn trai thì xong cái mọi người tự mặc định là bạn trai em bỏ tiền ra để mà mua cái vai diễn trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đó cho em. Lúc đó em mới nói là trời, nếu mà bạn trai em giàu vậy em kêu mua luôn vai chính luôn cho rồi đi, em mua vai đó làm chi vậy? Mà lúc đó thì em lại đối diện với những cái nguồn dư luận nó như thế nào? Em cũng kệ là đối với em nghĩ khi mà cái chuyện gì xảy ra mình nói qua nói lại chuyện nó không bao giờ chấm dứt hết. Với lại mỗi người ta có một cái quan điểm riêng á chị. Cho nên là mình có cãi cỡ nào người ta cũng sẽ bảo vệ cái quan điểm của người ta, nên người ta nói gì thôi mình im, chứng minh bằng thực lực của mình. Với lại cái vai diễn thì thấy cũng là nhiều người đón nhận, cũng khá là thành công đúng không? Theo nghệ thuật á thì gia đình em có ủng hộ hay là phản đối gì không? Gia đình em sợ lắm chị. Nên ba mẹ lúc nào cũng nói là mày không bao giờ được nghe những cái lời mà người này dụ người ta nói là đi đóng phim rồi này kia, cái dụ đóng mấy cái phim bậy bạ đó không được nghe chưa. Cho nên là cái lần đầu tiên đi đóng phim á là em giấu gia đình em. Thì cái ngày phim chiếu thì tự nhiên mẹ em gọi điện thoại: ê, tao thấy trên tivi nhỏ nào giống mày lắm, tao thấy trên tivi nhỏ nào giống mày lắm. Con em đóng quần chúng trước rồi, đóng mấy cái vai mà chạy qua chạy lại và không có tên á, không có thoại luôn, không có thoại luôn. Mà mẹ em tự hào lắm chị, mẹ em tự hào lắm. Mẹ em nói em còn nhớ hoài, bữa đó quay Củ Chi á, mà mình đóng vai quần chúng á, mà mẹ làm cái ghê. Mẹ em đứng với một cái bà nào đó, hình như nhà ở gần đó hay sao, bà qua bà thấy đoàn phim quay á, bà đứng bà coi. Xong mẹ nói con gái tôi đóng với trong đó đó, thì đóng phim đóng ở trong đó, nó phim nó sắp chiếu rồi. Còn trong khi bây giờ là em đã xuất hiện rất là nhiều rồi, mẹ em lại thò ô. Gia đình ủng hộ thì mình cũng gọi là mạnh dạn hơn để đến với những cơ hội. Nhiều khi em cũng nghĩ là trời ơi, cái nghề này nó cho mình quá nhiều, nó cho mình kinh tế ổn định. Tại vì ngày xưa thì nhà em không có được giàu á, nhà em nghèo. Nhờ em đi làm diễn viên mà từ từ á thì gia đình em bây giờ thay đổi. Ba mẹ em có thể đi du lịch nước ngoài, hay lâu lâu em cũng vẫn mua cái này chỉ mua kia cho ba mẹ được, mà mình không có phải suy nghĩ quá nhiều, không có phải khổ giống như ba mẹ ngày xưa, nên ba mẹ cũng yên tâm. Nãy em có nói về người bạn trai của em á, chị cũng đang rất là mò là hai người quen nhau được bao lâu rồi? Tụi em quen nhau tính tới thời điểm bây giờ chắc cũng được gần 3 năm á chị. Em sẽ kể cho chị nghe một cái chuyện em chưa bao giờ em kể trước truyền thông. Bạn bè em thì biết, nhưng mà truyền thông không biết. Lúc mà chưa có quen á thì hai người cũng thả thính qua lại, nhưng mà sau đó thì mới quyết định là sẽ có một cái bữa ăn tối để mà nói chuyện với nhau. Tại vì cũng lớn rồi chứ không phải con nít, nói chuyện với nhau coi cái tính có hợp hay không. Thì mình đi chơi mình thấy thích, nhưng mà nhiều khi mình nói chuyện thì lại không hợp. Vừa ngồi xuống em nói với ảnh vậy nè: em á, em quen á là em không có thích dính với bạn trai 24/24. Em cần có cuộc sống của em có bạn bè của em cần có thời gian đi chơi bạn bè của em mà không có anh. Ngoài thời gian đi chơi với em thì anh có thể đi chơi bạn bè của anh, em sẽ không bao giờ ý kiến cái chuyện đó. Và em sẽ không thích người ta đụng vô điện thoại của em, nhưng mà đổi lại em cũng sẽ không bao giờ đụng vô điện thoại của anh phải tôn trọng cái nghề nghiệp của em, và anh không bao giờ anh kiểu anh ghen với cái công việc của em. Em nói quá trời nói luôn chị. Cái ông mới nói với em là từ trước tới giờ á chỉ có anh nói cái này với mấy người khác thôi, chưa có một người phụ nữ nào nói với anh như vậy. Đó, sau đó là tụi em quen luôn. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như ánh mây trời. Kỷ niệm mà ấn tượng nhất với em, với người yêu mình là kỷ niệm nào? Tại tụi em có mở một cái quán, em thấy ông lấy champagne ra, sao mấy cha đội này tự nhiên mới thứ 2 thứ 3 tự nhiên uống champagne, em nghĩ trong đầu vậy. Thì ông mang champagne ra xong rồi cái ông nói cheer baby cheer, xong rồi nó cheer giờ là hồi cái ông cầm bó hoa ra thì trong bó hoa nó có một cái bảng là ghi là happy anniversary, là nghĩa là kỷ niệm 2 năm của tụi em quên luôn chị. Mình thì không có mong đợi là bạn trai mình sẽ nhớ hết tất cả các ngày, nhưng mà bạn trai mình cũng nhớ, mà cũng không có trách mình là quên. Cái sự tôn trọng của hai người dành cho nhau nó cũng khá tốt. Món mới của chị em mình đây là súp nước trong cà chua hương xả cùng với lại tôm càng xanh và rong biển nè. Tôm này hơi bị to luôn á. Đúng rồi, nước rất là thơm, rất là ngon. Ngon quá. Có một cái vị chua chua vừa phải của cà chua nè. Xong rồi cái vị thơm của xả. Những ngày hè nóng bức thì thưởng thức món súp này rất là phù hợp luôn á. Cá tuyết da đen. Cái thực đơn này có rất là nhiều món luôn á. Ngon quá. Nếu đây là món cuối cùng em sẽ bình chọn món này là món ngon nhất. Gặp em thích ăn cá nữa. Chúng ta cuối cùng cũng đến với món tráng miệng rồi đó. Chứ em ăn không ngừng nghỉ. Chị rất là thích ăn ngọt nên là đợi đến món tráng miệng là không thể nào bỏ qua được, mặc dù là trước đó mình cũng rất là no. Thôi mai chắc đây nào em cũng nói vậy, sắp quay lại bến rồi đó. Ở đây người ta cũng tính toán về cái khoảng thời gian ăn nó rất là chính xác hả chị. Mình vừa khởi hành là họ dọn món ra, tới lúc mà mình ăn tráng miệng là mình đang chuẩn bị về rất là chính xác.